みなさんこんにちは。先生こんにちは。みなさんこんにちは。はい、みなさんこんにちは。今日は chúng ta sẽ bước vào bài số 24. Nha, 24 trong 1 năm. Người yêu tôi tặng nhẫn cho tôi để nhé, tặng nhẫn cho tôi. Thì chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ học về ngày trước chúng ta học bài 7 sẽ có từ Moremas rồi đúng không? Và ngay trong đó thì mình cũng nhắc đến từ Cremas đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ học thêm từ Cremas vào thôi, rất là dễ. Như nào? Đó. Hãy nội dung vào ngày hôm nay này. Ok. 私, à, 人 là người nhé. Người nào? Ok. Thường sẽ là gì? Ai? Người đây là ai đó. Đây là ai nhỉ? Ai đó? Ai đó? Để cho tôi một đồ vật gì đó. Được chưa nào? Ok chưa? Một nó Cremas. Một câu thứ hai là gì? Động từ chia để t cộng với là vt agemas này, vt moraemas, vt cremas. Thế nào? Đấy. Dễ nhá. Ok, hai phần chính như thế này. Đang bước vào phần đầu tiên này. Rồi, ai đó tặng cho tôi hay là tặng cho một người trong gia đình thì chúng ta sẽ dùng từ cremas này cho mình nhá. Được thế nào? Cremas trong gia đình. Ok, chẳng hạn ví dụ như thế này. Ở đây có từ gì đây? Kudasaimasu. Kudasaimasu là kính ngữ của gì đây? Cremas này kìa. Khi mà chúng ta muốn lịch sự rồi này kìa. Thì chúng ta sẽ dùng từ này. Được thế nào? Hai, ví dụ. Đây. Watashi, sensei ga, đúng không? Okane wo kuremashita. Tức là gì đấy? Thầy giáo cho tôi tiền. Được chưa? Nhưng là gì? Khi mà không có từ watashi này chúng ta hiểu là đang cho tôi này. Ok chưa? Thường trong văn nói của Nhật sẽ là mất từ watashi đi được chưa? Ok. Được chưa? Tiếp theo. Đây. Trang nào. Chan san wa watashi ni hana wo kuremashita. Kuremashita. Nghĩa là gì? Bạn Trang đã cho tôi hoa. Bạn Trang đã cho tôi. Thấy cái gì khác nhau hai câu này? Ni có ni watashi. Cái gì nữa? Trên này có watashi ni đây vẫn giống nhau. Bên kia trong ngoặc thôi. Chan san wa. Chan san wa. Chan san ga đúng không? Ok. Thì thế này này. Thực ra trong văn nói thì người ta sẽ dùng ga. Hầu hết là sẽ dùng gái hết, thấy chưa? Nhưng mà thì trong văn viết này, thỉnh thoảng người ta sẽ nói được, hay là kể cả trong văn nói người ta cũng nói được cái này trang sàng hóa này, hay là sen xê hóa này. Tuy nhiên khi mà trong văn nói thì câu nói rõ dài ra, ví dụ rõ ràng ai đó, watashi ni, chúng ta sẽ thêm cái câu này vào, thì chúng ta có thể dùng hóa được. Thấy chưa nhỉ? Còn một câu nếu mà ngắn như thế này, không có watashi ni thì chúng ta sẽ nói là trang sàng gã, được chưa? Không có watashi ni xuất hiện trong câu nói là gá, được chưa? Còn bình thường thì có thêm ní thì chúng ta có thể dùng hóa được hoặc là dùng gá đều được. Ví dụ này nhá, trang sàng hoa watashi có cái ok được chưa? Chúng ta đổi hóa thành gá đều ok hết, được chưa? Trang sàng gá watashi ni hana wo kuremashita, ok. Còn chúng ta thì nhỉ? Nếu mà bỏ watashi ní thì chúng ta chỉ dùng gá này nhé nhá. Trang sàng gá hana wo kuremashita, được chưa nhỉ? Ok. Hai. Và chúng ta sẽ dùng hết gá các bạn. Thế nào? Hai, câu số 3. Kien san wa kono tokke o kuremashita. Ok, ở đây là Kien san đúng không? Anh Kien thế nào? Đã cho tặng tôi cái đồng hồ này. Đã tặng tôi đã cho tôi cái đồng hồ này được chưa? Hai, tiếp. Câu này. Koibito ga yubiwa o kuremashita. Cái này gì đấy? Người yêu đã tặng tôi chứng nhận. Đúng rồi, đây chủ đề bài ngày hôm nay đúng không? Hai, người yêu đã cho tôi chứng nhận. Được chưa nào? Yubi wa là chứng nhận. Đấy, tiếp theo. Kono toke wa kanozo ga kuremashita. Kuremashita. Nghĩa là gì đấy? Cái đồng hồ này để tặng bạn gái ạ. Kono toke wa. Cái đồng hồ này. Bạn gái tặng tôi cái đồng hồ này ạ? Cái câu này nó khác, thì chưa nói mãi được gì nữa. Kono ố là chứ ố nằm đây đúng không? Bây giờ cho nó lên đầu đúng không? Cái đồng hồ này là bạn gái tặng cho tôi. Được chưa nào? Nhắc mãi để viết bên trên này chúng ta có thể nói được như thế. Yubi wa wa koibito ga kuremashita. Được chưa? Kono toke wa kin san ga kuremashita. Được chưa? Tiếp theo. Kino testo ga arimashita. Heku ten o torimashita kara sensei ga jisho o kuremashita. Cái này gì đấy? Ngày hôm qua thì tôi có bài kiểm tra và tôi đã được 100 điểm. 100 điểm và thầy giáo đã cho tôi một cái thư điểm. Được chưa nào? Đấy. Tiếp. Valentine ni. Valentine ni watashi wa
presento o takusan moraimashita. Watashi wa kuretto o takusan moraimashita. Chichi ga okane o kuremashita. Haha ga hon o kuremashita. Ani ga CD o kuremashita. Yeah. Pháo, lễ tình nhân. Tôi đã nhận được rất là nhiều quà. Lễ tình nhân thì không hay lắm. Chúng ta sẽ vào ngày sinh nhật chẳng hạn. Than dô vị chẳng hạn. Valentine là ngày tình nhân, được chưa? Nhưng mà chúng ta hay ở than dô vị được, nghĩa là vào ngày sinh nhật. Ví dụ như là bố cho tôi tiền, mẹ cho tôi sách, anh trai cho tôi CD, đúng không? Nếu ngày tình nhân này là người yêu, nghe thế nào? Hay tiếp. Sacho wa tokei o kudasaimashita. Sacho. Sacho. Hai, sacho ga tokei o kudasaimashita. Giám đốc đã cho tôi cái đồng hồ. Đúng không? Cái từ kudasaimashita này sử dụng khi mà gì nhỉ? Ai đó cho mình là một người cấp cao này, đúng không? Ông bà hay là sacho, đúng không? Sacho ですね. Hai. Sacho ga tokei o kudasaimashita. Thế nào? Hai. Tiếp theo. Tanaka-san ga kuchu o kudasaimashita. Kudasai này học biết thêm master rồi đúng không? Cái thêm kudasai này không được. Kudasaimashita. Kudasaimashita. Thế nào? Hai. Chú ý đây nhé. Nhắc lại lần cuối cùng thì nhé. Không nhắc lại lần thứ hai nữa là được chưa? Ok chưa? Hai. Dare ga kuremashita ka? Bằng với lại là gì nhỉ? Dare ni moraimashita ka? Được chưa? Khác nhau là gì đây? Gá mini đúng không? Khi mà trong mồm chúng ta buột miệng gá đi gá. Dũng sensei gá thì chúng ta phải sử dụng kuremas. Còn dũng sensei ni phải sử dụng moraimas. Được chưa? Cho trong đầu này. Còn đây là cái này ngắn nhớ chưa? Rồi, để ngắn học bài 20 rồi nhé. Kureta no, chúng ta thêm từ no vào chẳng hạn. Dare ga kureta no? Hay đọc. Dare ga kureta no? Dare ga kureta no? Bạn bè nói với nhau nhé. No? 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 Kureta no, câu này là ai cho thế, nhớ chưa? Cái câu này tương tự thế. Dare ni moratta no? Dare ni moratta no? Câu này bằng cũng bằng câu này, nhớ chưa? Ai cho thế, nhớ chưa? Nhận được từ ai thì mình thì ai cho đấy, nhớ chưa? Ai cho thế. Ok? Hay. Mai hỏi quên rồi. Cho đấm đấy. Được chưa nào? Hay. Ok, đã chuyển phần tiếp theo, phần thứ hai đấy. Bài này là ngắn đấy mà, xong cái phần kia rồi. Bây giờ thì nhỉ? Agena là gì đây? Cho. Cho ai cho ai đó thì đúng không? Đồ á, đây ni agemas. Mình cho ai đó cái gì đấy nhá. Ờ ta xem ạ. Ví dụ Chan san ni okane o agemashita. Tôi cho Chan tiền. Thấy thế nào? Còn moraimasu là nhận được từ ai đó đúng không? Tức là ai đó cho mình đấy chứ. Ok chưa? Kuremasu đúng không? Rồi. Ở đây dạng kính ngữ của moraimasu là itadakimasu. Kính ngữ của kuremasu là kudasaimasu. Được chưa? Cái này lên bài 46, 47 thì đấy sẽ có cái này. Được chưa? Cái thêm này. Còn cái này không phải nghĩ nữa. Được chưa? Tức là gì? Mình trước điểm cho đồ vật ố sẽ nằm ngay sau này đúng không? Hôm nay này, làm cho ai đó cái gì? Ở đây có động từ chia làm T cộng như thế. Được chưa? Ví dụ dạy Trang tiếng Nhật. Tôi dạy Trang tiếng Nhật chẳng. Trang san ni nihongo o osiete agemasu. Thấy chưa? Osiete đây được chưa? Hai. Ví dụ là nhưng mà gì nhỉ? Trang dạy tiếng Anh cho tôi. Về tên Moraimasu là cho tôi đúng không? Thì sẽ là Moraimasu thì phải chia là gì? Ai đó sẽ Trang sang ni. Đúng không? Trang sang ni ego osiete moraimashita. Thấy chưa? Hai. Nếu mà Trang sang ga ego osiete kuremashita. Thấy chưa? Hai. Ok. Hai. Okay. Hai bây giờ. Tức là chúng ta học về thì agemashu trước rồi nhé. Câu đầu tiên này. Hai. Watashi wa tomodachi ni benkyou o osiete agemashita. Chỗ này chúng ta sẽ thêm gì? Nihongo no benkyou vào đây. Nihongo no benkyou. Nihongo. Nihongo no benkyou ですね. Hai. Nihongo no benkyou. Ok. Cái câu này thì chúng ta sẽ dịch là gì đấy? Tôi thì đây sẽ dạy học tiếng Nhật. cho bạn tôi.
Osiete agemas. Agemas. Agemas, đúng không? Tùy vào cái tình huống này, cái agemas chúng ta agemas được, được đang đã. Osiete agemas đã dạy rồi. Thế nào? Osiete agemas đã. Tiếp. Watashi wa tomodachi ni kasa o kasete agemasta. Đúng không? Ví dụ bây giờ mọi người đang gì à? Học chung nhau cùng một lớp này đúng không? Hey. Nhưng ngay trời mưa mình mang ô, mình mang hai cái ô chẳng hạn. Mình kia nó không mang ô. Hey. Tôi đã cho bạn tôi mượn ô ạ. Cho mượn đúng không? Hay cho bạn tôi mượn đồ. Thế là cho mượn đồ. Thế nào? Hay tiếp theo. Tomodachi ni denwa bango o osiete agemasu. Tôi đã đưa số nói số điện thoại cho bạn cho bạn của tôi. Cho bạn tôi đúng không? Osiete được là chỉ bảo đúng không? Bảo cho bạn tôi biết số điện thoại của tôi đấy nhé. Hay. Watashi wa oji-san ni yonde agemasu. Chẳng hạn như là gì nhỉ? Oji-san, ông của mình không đọc được sách chẳng hạn. Chữ nó gì nhỉ? Không nhìn chữ bé quá, ông không nhìn không đọc được nữa thì bây giờ mình đọc sách cho ông. Đúng không? À, tôi đọc sách. Cho ông. Ví dụ Hồng ở đây, trên chữ Hồng ở đây này. Thế như nào? Hồng ô. Hồng ô yonde agemasu. Shinbun wo yonde agemasu. Thế nào? Shinbun wo yonde agemasu. Thế nào? Lan-san wa ATM no chukai-kata ga wakarimasen kara setsumei shite agemasu. Bạn Lan thì không biết cách sử dụng ATM. Nên là tôi đã chỉ giải thích cho bạn ấy. Tôi đã giải thích cho bạn ấy, được không? Hai. Lan thì không biết cách sử dụng ATM nên tôi đã giải thích cho bạn ấy, đúng không? Hay là gì nhỉ? Lan-san ni ATM no chukai-kata wo setsumei shite agemasu. Được chưa nào? Hai. Hai. Ví dụ mà tôi đã chỉ, hay tôi đã giải thích cách sử dụng ATM cho bạn Lan. Thì sẽ nói là Lan-san-ni. Được chưa? Hai. Hai. Ok chưa? Hai. Tương tự này. Onnaka. Con này như nào đây? Koromo wa onnaka ga suite mais kara onban o chukute okemasu. Gohan o chukute agemasu. Bọn trẻ đói rồi đúng không? Bọn trẻ đang đói nên là tôi đã phải nấu cơm. Thì chúng ta có thể đặt một câu này sang là gì ạ? Koromo ni gohan o chukute agemasu. Đúng không? Nấu cơm cho bọn trẻ. Được chưa? Làm việc gì đó cho bọn trẻ. Được chưa? Hay. Tiếp theo. Hay. VT Volaimas. Ai nào nói trong gì đó cái mình cho mình cái gì điều gì đúng không? Nhưng mà gì nhỉ? Sẽ là ní. Nhớ nha, người đó sẽ là ní. Ok. Hay. Hito. Hito ni. Hito ni. VT Volaimas. Được chưa? Câu này. Watashi wa Hwa-san ni ballpen o kasete moraimashita. Tôi đã nhận cái bút từ bạn Hoa. Kasimasu là gì? Cho mượn. Ai cho mình mượn? Động từ thế là quan trọng cái động từ này. Hoa đã cho tôi mượn cái bút. Bạn Hoa đã cho tôi mượn cái bút, nhớ chưa? Ok. Tiếp. Watashi wa byoki desu kara dũng sàng ni soji shite moraimashita. Là gì đây? Bởi vì tôi bị ốm, thế là bạn Dũng đã dọn dẹp cho tôi ạ. Đúng rồi. Tôi bị ốm nên bạn Dũng đã dọn dẹp cho tôi. Không làm thế thôi, được nhá. Em ốm nên Dũng dọn dẹp cho tôi. Được chưa nào? Tiếp. Watashi wa Tanaka-san ni denwa bango o osiete moraimashita. Ok, câu này dịch nào như nhỉ? Tanaka-san đã nói cho tôi cái số điện thoại này. Số điện thoại đúng không? Số điện thoại gì đó không biết đúng không? Số điện thoại là gì nhỉ? Cô ấy nhỉ? Karozo no denwa bango o osiete moraimasu đúng không? Anh Tanaka nhá. Cái này watashi này bỏ nó đi nhỉ? Hay. Ok. Hay. Anh Tanaka đã chỉ cho tôi số điện thoại. Được chưa nào? Ok. Của cô ấy chẳng hạn Karozo no denwa bango o osiete moraimasu. Được chưa? Tiếp. Nihongo ga wakaranai toki dare ni osiete moraimasu ka? Khi mà không biết lúc mà không biết tiếng Nhật thì tôi hỏi ai? Hỏi làm gì cũng được hỏi đấy. Ai có thể chỉ cho tôi à? Ai sẽ chỉ cho tôi đây?
Khi mà em không hiểu tiếng Nhật em thì ai sẽ chỉ cho em đấy? Thầy. Thấy chưa? Ok? Ông sẽ mắt chỉ là hai nên nhí được chưa? Ok? Hãy ấy. Nhí thấy chưa? Hãy. Ok? Hãy. Tiếp. Tomodachi no koibito no sashin o misete moraimashita. Cái câu này chắc là lỗi ấy đâu, chỉnh sửa ra xem đi đây, thấy chưa? Nghe gì đây? Bạn tôi đã cho tôi xem bức ảnh của người yêu anh ấy. Đúng không? Hay, bạn tôi đã cho tôi xem, thấy chưa? Miss đã cho tôi xem bức ảnh của người yêu anh ấy, thấy chưa nào? Hay. Tiếp. Watashi wa chugoku go ga wakarimasen kara sensei ni tegami o yonde moraimashita. Ví dụ có một bức thư là người Trung Quốc gửi cho anh mình nhà hàng, đúng không? Anh mình không đọc được. Nên là thầy giáo đã đọc thư cho tôi, được chưa? Nghe. Thế nào? Thế nào? Watashi wa お腹 suki master から ani ni ryori o tsukutte moraimashita. Thế là gì? Vì tôi đói. Vì tôi đói. Nên anh trai đã nấu cho tôi ăn. Vì tôi đói nên anh trai đã nấu cho tôi ăn, được chưa? Hai. Ok chưa? Hai. Thế con bỏ này. Mời câu kìa. Hai. Watashi wa kajo ni kozo o an nai shite itadakimashita. An nai shite itadakimashita. Itadakimashita là gì đây? Là kính ngữ. Kính ngữ của? Moraimashita, đúng không? Kính ngữ của moraimashita. Được chưa? Viết đây cho dễ hiểu. Thế thì thế nào đấy? Kacho là gì đấy? Kacho là trưởng phòng ạ. Không, dưới trưởng phòng. Trưởng phòng chứ là gì? Tổ trưởng. Tổ trưởng đã hướng dẫn cho tôi. Ok, ở đây cô rổ là nhà máy, được chưa nào? Thì gì đấy? Trưởng phòng, tổ trưởng. Tổ trưởng đã hướng dẫn nhà máy cho tôi. Hướng dẫn giới thiệu. Giới thiệu. Hướng dẫn giới thiệu nhà máy cho tôi. Ví dụ lần đầu tiên mình đến vào nhà máy, đúng không? Thì ông tổ trưởng này hướng dẫn giới thiệu cho mình nhà máy, được chưa nào? Hay. Ok chưa? Hay. Tiếp. Watashi wa sensei ni jisho o kashite itadakimashita. Tôi đã mượn cái quyển dịch cái này trước. Thầy giáo đã cho tôi mượn quyển từ điển này. Mượn từ điển, được chưa? Hãy. Qua ta xin trước thì không kịp được nhá. Mất vào thì thầy giáo đã cho tôi mượn cuốn từ điển. Được chưa nào? Hãy. Thế rồi, hôm nay có 9 câu này. Được chưa? Bây giờ chuyển sang thì nhỉ? Vẫn như thế thôi nhưng mà nó khác gì đây? Kurimasu, được chưa? Và trợ từ người sẽ là gì đây? Gá. Ai đó làm cho mình sẽ là? Gá. Gá, được chưa? Ok. Ví dụ như này, trong trường có một vài cây hoa như thế này nhá. Ví dụ mình là A nhỉ? A, Burupeno, Wasuremashita là gì? Quên mất rồi thằng nhá. Hay rồi, ai cho mình một nút hay rồi đó. Dùng đi đây này. Arigato gozaimasu. Được chưa? Thì sẽ là gì đây? B-san ga Burupeno kashite kuremashita. Tên là gì đây? Bạn B cho tôi mua ăn cái bút nó bút bên là bút bi, đúng không? Thế nào? Đấy. Trang sàng á Hongo Kaste Kuremas. Nghĩa là gì đấy? Trang cho tôi mượn sách ạ. Trang sẽ cho tôi mượn sách, để thế nào? Hãy. Các chưa xảy ra nhé chưa? Kurema. Tiếp. Ví dụ bây giờ mình đi ra ngoài đường, mình bị lạc đường, có một người Nhật này vẽ vào đồ cho mình đi á. Được chưa? Nihonjin ga chizu o kaite kuremashita. Là gì đấy? Người Nhật đã vẽ cái bản đồ này. Vẽ bản đồ cho tôi, được chưa? Vẽ bản đồ cho tôi, được chưa? Hai, tiếp theo. Ariga shigoto o tetsudatte kuremashita. Anh trai đã giúp đỡ tôi công việc. Giúp đỡ tôi công việc. Được chưa nào? Hai. Watashi wa tomodachi ga hoshi desu. Linh san ga tomodachi ni natte kuremashita. Tôi bây giờ rất là muốn có bạn. Được chưa? Nên là gì nhỉ? Bạn Linh đã trở thành bạn của tôi. Được chưa? Thì đơn giản nghĩ câu này trở thành bạn của tôi được. Được chưa? Natte kuremashita. Tomodachi ni natte cho nên ni na ni na được nhỉ? Tomodachi natte kuremashita. Được chưa? Hai. Gakusei no hito. Toki. Gakusei no toki dare ga
学費を払ってくれましたか? Cái gì đây? Khi còn là học sinh thì tôi ai gặp khi là học phí. Học phí được chưa? Ai đã trả học phí cho bạn? Ừ, đúng rồi. Ai là người trả học phí cho bạn khi còn là học sinh? Được chưa? Bố tôi chẳng hạn. Ha gặp gặp khi yếu hoặc là tìm kiếm master. Được chưa nào? Hay là chị gái tôi, em gái tôi, anh đi được chưa? Được chưa nào? Tiếp theo, đó. Số 7. Kodomo no toki dare ga yori no tsukuri kata o oshiete kuremashita ka? Khi còn bé. Ai là người đã nấu dạy bạn nấu ăn? Dạy bạn nấu ăn. Oshiete là gì đây? Chỉ. Ai đã gì nhỉ? Dạy bạn chỉ bạn cái cách nấu ăn. Được chưa? Tsukuri kata là gì nhỉ? Cách nấu ăn được nhé. Động từ dạng masu cộng với kata là cách gì đó? Cách làm các món ăn thì thế nào? Cách đọc sách là yomikata. Yomikata đúng không? Này, cách uống là nomikata. Tabikata. Được chưa nào? Tabikata. Tập. Được chưa? Cái bài này dễ không? Dễ. Dễ nhưng mà thì khó cái phần luyện tập. Nhưng mà thực ra không khó thì cả luyện tập là sẽ thành thạo được, hiểu chưa? Ok. Không được nhầm lý mi gá, hiểu chưa? Ok chưa? Tuy nhiên cái phần này theo mình thì nó dễ và nó chỉ là phần phụ thôi. Thực ra cái phần quan trọng nhất đó là phần bây giờ mình dạy thêm như thế này. Ok. Khi mà nhờ vào ai đó, được chưa? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu câu như thế này. Được chưa nào? Hay nhờ vào. Đây trong một trong trường hợp chỉ cần tắt điện, tắt hộ điện cái thì chúng ta sẽ có bốn cách nói như này. Được chưa? Hay. Ở đây ví dụ này tắt hộ điện cái như chưa? Đến điều cái stekre đứ. Được chưa? Chế về đê đứ được chưa? Cái này sẽ bằng cái này không lịch sự. Cái stemorai mát. Morai mát không phải chữ y đây mà nó biến thành chữ e. Morai e đứ. Không phải mô đau, nhớ chưa? Không phải mô đau, không phải mô đau, được chưa? Để chia dạng này. Morai e đứ. Morai e đứ. Morai e đứ. Kure đứ. Kure đứ. Kure đứ. Morai e đứ. Morai e đứ. Cái này trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sử dụng rất là nhiều. Mua gái. Tắt điện một gái. Đúng không? Cho mượn gái. Thì thế nào? Ê, sử dụng rất là nhiều nên là chúng ta phải luyện tập cái này thật là nhiều nhá. Anh lịch sự đây là chỉ thêm thần lịch sự kuremasuka. Anh tắt hộ em cái điện cái. Được chưa? Anh tắt hộ cái điện cái. Được chưa nào? Ê, to. Còn dưới này là gì? Cũng như thế mà kuremasuka. Tất cả câu này chỉ là nhờ thôi. Nói thật là nhiều mà. Thì chúng ta sẽ luyện tập nhá. Kureru. 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 Moraeru. 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 Kureru. Kureru. Moraeru. Moraeru. くれますか? くれますか? もらえますか? もらえますか? けしてもらえますか? けしてもらえますか? けしてもらえる? けしてもらえる? けしてくれますか? けしてくれますか? はい。けしてくれる? けしてくれる? もらえられないじゃん、みんな。もうほぐれないのは? かってくれる? タバコかってくれる? 本をかってくれる? 肉をかってくれる? 野菜をかってくれる? もうざわない? 薬を買ってくれる? もう遠くない? Đúng nào? Hay. Còn đây có một cách nói khác nữa. Kurenai. Bài em học rồi nhớ chưa? Hay là Kurenai. 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 Nhớ được không á? Được không? Hay. Tắt hộ điện có được không? Đúng không? Hay. Kurenai. 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 Kuremasenka? くれませんか? くれませんか? もらえない? 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 もらえませんか? 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 OK? もう、あれじゃ? 皆さんで食べると、もう、 買ってね? はい 買ってくれない? 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 買ってくれませんか? かってくれませんか?かってくれませんか?かってもらえない?かってもらえない?かってもらえない?かってもらえません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 
Tuy nhiên để thời gian mà chúng ta gặp bạn bè nhiều hơn ấy, hay là người trong gia đình nhiều hơn thì chúng ta sử dụng cái này. Được chưa? Hay.
ok chưa nào? Hãy. Rồi, nhớ đi, không dạy lại cái này nữa đâu, nhớ chưa? Hãy. Ok. Hãy, bài học ngày hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây, nhớ chưa? Kido wa kuremas. Được chưa nào? Tiếp theo. Kido wa shite kuremas. Được chưa nào? Hito ni shite moraimas. Hiểu hai cái nào? Hãy. Ai đó làm cho mình cái gì đó, động từ đây là động từ shimasu này. Được chưa nào? Shite moraimasu này. Được chưa nào? Hãy. Về te kureru, về te moraeru này. Được chưa nào? Hãy. Hãy, ok. Kyou no juryo wa koko de owarimasu. Hãy, minasan, kyou wa arigatou gozaimashita. Sensei, arigatou gozaimashita. Minasan, arigatou gozaimashita. Hẹn gặp lại các bạn ở N4 nha. Bài số 25 là cô Thanh dạy. Ok, bye bye.